Chào các bạn, một số các loại máy lọc không khí Daikin thì sẽ có cái lỗi báo AH ở đây. AH ở đây thì bây giờ các bạn xử lý như sau. Thì đối với các máy lọc không khí Daikin thì chúng ta phải tháo cái mặt này ra. Có một số loại thì cái lẫy ở trên, một số loại lẫy ở dưới, hai bên đều có lẫy. Trên hoặc dưới đều có lẫy thì các bạn hãy nhấn vào đây, kéo nó ra. Đó. Bên này thế. Nhấn vào cái lẫy này. Đó. Để tháo nó ra. Đấy, ta tháo được nắp. Thì khi mà cầm nhấc nó lên vì ở phía trên này nó có cái lẫy này, nếu các bạn kéo ra thì có khả năng nó sẽ bị gãy, phải nhấc nó lên. Thì đây cái máy này tôi đã tháo hai cái màng lọc ra rồi, thì các bạn hãy tháo cái này ra này. Đó, bỏ hai cái màng lọc đây ra thì các bạn để ý đây có một cái lẫy này. Các bạn phải để cái màng than ở phía trong ấy, nó ấn chặt này vào thì máy nó không báo lỗi. Đây, bây giờ tôi sẽ lắp cái màng than rồi cho các bạn xem. Đây là màng than này, ấn chặt để làm sao mà cái lẫy này nó vào trong này. Đó. Đấy. Tiếp theo là để lắp cái màng. Đợi các bạn đợi một chút. Đây, đây là cái màng than đã lắp rồi. Đây cái màng HEPA này. HEPA thì mặt trắng, các bạn quay ra ngoài này. Đó, mặt trắng quay ra ngoài, lắp vào đây, lắp vào đó. Tiếp theo thì ta nhấn ta lắp cái màng thô này vào, cài vào đây. Đó, khi lắp cái mặt trắng này các bạn hãy nhớ cài phía trên trước, cài từ trên xuống, đặt xuống này, nhấn vào lẫy này, nhấn này, hai cái lẫy này không vào thì máy cũng sẽ không chạy. Đây, ta sẽ bật máy, các bạn sẽ thấy hết cái lỗi AH, bao giờ nó hiển thị được cái con số lên đây thì là máy sẽ không bị lỗi. Đó, các bạn hãy nhớ trong cái lẫy trắng bên trong ấy, là phải ấn thật chặt các bạn, không nó sẽ báo lỗi ngay. Này, các bạn hãy đợi một lúc. Đây là đèn báo hết nước. Ban nãy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái đèn báo AH ở đây. Đó, bây giờ nó hiển thị lên con số rồi. Đó các bạn nhé.